Rồi, chào quý vị nha. Chào quý bà cô chú đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Bánh xèo nhí nha mọi người ơi. Hả? Ừ. Găm nó vô. Nó phải sáng đèn mới được. Về luôn chị Quỳnh Tiêu, khách về luôn. Ồ. À, các bạn sẽ học sinh hả? Sinh viên hả? Lấy được hai cái đã quay trở lại với video của cuộc sống bằng ngó không? Đó, chị Hai lấy dòng kia rồi, chị Hai đã quay trở lại với video của ai? Thật nha. Ok. Sao? À, hồi nãy con nói gì là cái vụ mà sầu riêng ngon này sao? Giới thiệu luôn. Sầu riêng Thái mà, bự đúng rồi. Rồi có thử không? Rớt. Hai cái sầu Thái luôn. Ủa, vậy anh em bắt là bắt được con khách ở gì? Đỡ đâu được anh? Đỡ đâu được anh? Đó. Lâu lâu chơi nhà trời. Mà chơi nhà trời lúc đang khách đông. Mà chơi nhà trời không đúng lúc đúng nơi và đúng chỗ. Khách luôn, sao lưng luôn được không? Ủa? Mà là... Đổ ngoài đó luôn đi chị, sáng cái đó luôn ok đó chị. Dạ. Anh mà ý là con quyết định là hớt tóc không? Không hớt tóc là bà Tiên không có tặng quà. Bà Tiên nói rồi. Ủa? Hớt tóc là bà Tiên tặng cái gì? Cái máy sấy. Bà Tiên mới hỏi chú nè, hỏi coi canh hương trăm anh á, nó hớt tóc cho nó gọn gàng lại thì mới mua cái máy sấy. Cái bà thao cạo trọc luôn không hay là đỡ lại mấy phân hết cao rơ ba phân hả? Đó. Đây, ông nội với bà nội đổ bánh xèo nha, chào mọi người nha, chào bà nội nha. Bé Hà với mấy đứa nhỏ phụ chạy bàn nha mọi người ơi. Ê, khách đang bánh xèo hay làm gì đá đèn kìa. À, đưa cho hả? Bên ấy nhiều xe quá, không biết xe nào. Dạ thân ngon quá bà nội ơi. Ngon. Cái này chắc có gì mà đặt bà nội nấu bánh xèo quá, nấu chè quá à. Ông nội nói là bà nội là nấu chè gì cũng được các bạn. À, hôm nay là 40 mấy tuổi đúng không? À. À, cỡ 14 tuổi là bà nấu chè cỡ 700 năm đó. Vậy là 7-8 năm từ ra là đổ bánh xe đổ nấu chè từ năm 7 tuổi. Bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo lên. Dạ. Các loại chè nấu chè cho bà bé thôi, bé vợ rồi. Dạ. Bán là hầu như là 700 tấn chè đó. 7 cái chè đó. Dạ. Bán chạy dài đường không mà mình đến cái điểm. À, là biết nấu. À nhờ không biết có mê bà nội không mà cứ ta tặng bông hay tặng vàng không à, đó bị vụ không có ai mà tặng vàng đâu, vụ chỉ cho vàng chủ yếu là lấy công đức của cái nhà. Ok chào Kiệt nha. Cái này
lâu. Sắp bán chè vô không? Hay quá. Bánh chè. Bánh chè gì em trai? Cái chè đó chứ là để sao? Bỏ lên cái nồi. Nóng rồi đó, lấy chén nhỏ thôi. Ăn cái đầu cũng có, ăn cái đầu cũng có đã. À. Nó nguội rồi nó không được ngon lắm. Video đang quay là chiều chủ nhật nha quý vị. Làm nhiều cái ga mua vàng cũng nặng chưa? Thì đó, gái dụ á. Nhưng mà hồi đó vàng rẻ ha, bây giờ vàng mắc quá, không muốn nổi à. Khoảng 400 mà, 300 mấy 400 vậy à. Nhớ hồi đó mà. Hồi ông nội ấy là hồi con đi học lớp 3, lớp 4 rồi đó, học tiền. 500 chứ nhiêu. 7 giờ tối mà làm tới 7 giờ sáng là 300. 300 ngàn là hơn nửa chỉ vàng rồi. Bao gì em rồi? À đúng chậu kiện hả? Dạ. Hai người nha. Đổ lẹ đó. Nó có khuôn hả? Khuôn ho ven là nó dễ nữa. Đi ở trong bị kín rồi nha mọi người ơi. Giòn giòn. Này giống cái đầy đậu chiên trầu. Con bị thử hả? Nhanh tay lên luôn con ơi. Tám phút rồi chưa làm nhiệm vụ. Cách tông nha các bạn.
ơi, dựng bên cạnh bên kia luôn vậy. Ủa? Trời ơi. Vừa cái mùi thơm của bánh xèo mà vừa có cái mùi thơm của sầu riêng. Đậu quả nhập ma luôn. Xin nghĩ địa chỉ 21 công tác Tân Chánh Hiệp quận 12 nha quý vị. Số điện thoại liên hệ đây, bánh xèo rồi liên hệ để gọi là chung tay thực hiện cái chương trình là bánh xèo chay ngày rằm nha các bạn. 0938728828 nha mọi người. Đi thử cái đó khu resort luôn hả? Đấy là đường nhà cấp 4 vô đó, đường sao vô. Ở thẳng ở đây đi nhờ đường đi ra ở trần khẽ. Kính bàn nha các bạn. Bây giờ là 6 giờ chiều. Thế à, khách quá trời luôn cho nên là đang phụ bàn cho nên là chưa có chào luôn. Được được, khóa cổ lại. Ủa, bán về hả? Ủa, trong kia là cái bánh màu không? Có bánh. Ba cái anh chị. Ba cái mình về luôn nữa. Ngồi ông bay ra ngoài, ông gỡ đối à. Kiệt phải bay vào. Bay vào rồi lại bay ra. Đúng kìa. Mày cái áo đỡ chữ men. Ủa, đâu phải men ta. Chữ gì vậy? Aveno hả? Ajinomoto hả? À, Aveno các bạn. Aveno. À. À vậy hả? Có đọc hả? Hả? Ajinomoto hả? Ajinomoto hả? Aveno. Chú nghĩ là đó là một cái danh từ riêng, tên thương hiệu của ta, chứ không phải là một cái từ tiếng Anh. Bánh gì ăn bánh con nội á, con nội đổ lên quá đẹp. Để chị hai đi, con làm một nửa
triệu tấn. Cái này đặc biệt là 50k nha mình. Dạ, cảm ơn nha. Thôi, con trống lỗ rồi, vô ra luôn. Ok. Cái này là kiểu đây. Giỏi quá Kiệt ơi. Cứng cáp không? Ơi bận quá, từ từ chứ. Cảm ơn ba nha. Rồi tình hình nãy hỏi lại, hỏi đi hỏi lại là tình hình là anh mang bắt đúng không? Rồi. Rồi. Mai mới đi, mai mới đi. Ừ thì mai đi. Rồi. Ăn đây luôn hả anh chị? Để xe bên kia nè anh. Ăn đây hả? Trong nhà còn chỗ không đợi. À giờ thím ba ra có chỗ vô. Ừ. Gặp đó anh. Gặp vô đó. Đang kính kính bạn nha các bạn. Ta mua về cũng nhiều mà khách ăn lại chỗ cũng khá là ok. Cuối tuần dạo này có rất là nhiều khách mới nha mọi người. Ba cái anh. Ba cái mang về ông nội ơi. Ô sao nằm thương dữ ta. Chưa có bán, chưa có bán dữ rồi. Dạ hả? Coi lên YouTube hả anh? Dạ. Ghê, có bán luôn rồi. Thử thương cho anh đó. Không? Không. Qua nhỏ xíu này lớn. Bớt 5 ngàn hả? Ông hỏi bớt 5 ngàn hả? Hỏi chủ tịch. Dạ con chỉ là nhân viên nên là con không có biết. À coi nhỏ xíu mà bây giờ ra đây không biết đó, ăn cơm thịt xanh hay gì lớn là ta nhanh dữ trời. Anh ở gần đây hả anh? Gần đây không? Gần đây không? Dạ chung kính không mất nè. Dạ vậy hả? Trời ơi ở sát đây mà không biết đây. Khách luôn. À cho thuê à cho thuê thuê. Dạ. Đang ở đây rồi. Dạ.
Rồi cảm ơn anh nha. Rồi. Hai đứa ở ngoài, một đứa đang theo lệnh của ông nội à. Trâm Anh với Kiệt ở ngoài, chị Hai ở trong. Đó, hai cái chuyển qua. Đó. Phối hợp nhịp nhàng chứ. Ê, trèo xe ngã con. Nó ngã xe là ngon lắm á. Chạy xô mặt mình vui lên coi, cười lên coi. Không được. Không, mới bị quýnh một cây hả? Lấy đậu xanh lên luôn nha con gái. Giỏi mà. Đâu có gì đâu. Thiệt là cái gì của mày xuất sắc, mà chẳng những xuất sắc mà tôi gọi đẹp là chúc chắc trong gia chị nữ ở đây. Khách ở đâu đủ bánh chưa?
chị hai ok hả? Giờ bên ngoài hả? Bên ngoài giờ thì không có khách. Ơi khách vô ăn ơi, coi cửa nhà luôn. Còn vỏ thứ ba mới ra. Ủa thứ ba ra rồi ai coi kem? Không có giỡn kem. Hồi nãy là thứ ba với mèo đi thôi. Vô luôn, hết chỗ rồi, đỡ qua anh ơi. Đỡ bên kia anh ơi. Cặp cái xe cà phê đi anh. Bên cà phải mình luôn. Lấy bè. Ngày mai em hỏi ăn cơm luôn á. Bà cháu vậy trơn á kia hả? Nhớ nha. Bóc phết dài hoài vậy? Quán con Campuchia hả? Ok, biết ra đem Campuchia bán luôn. Sớm luôn hả? Tới thì chuyện luôn. Có gì đâu. Vậy chứ đâu dám nói có gì đâu. Thì em chúng ta hôm nay không còn nữa. Chắc không có bền lâu. Hết luôn. Sao cái rồi giờ coi cho chú đi chứ. Trời ơi. Này, cháu bánh luôn. Ê, sao con đứng cao với em nó té thì sao? Hai chị ba. Hai bình ba đi. Hai bình ba luôn. Cái đây nó để cho cây nó là. Sao cái ba ba đem về? Quán xào lên. Nhỏ kia thì cháu này nó
cái nhỏ nè. À, đi chơi với bạn mà bạn cho leo cây á hả? Được. Sao gái thối lại nhiêu tiền? Một anh kia trèo xe nhảy té cái bắt đầu. Thôi nóng quá. Anh chào luôn. Mấy Hà bên đây. Hà đấy. Ở bên lấy nước trong nội kìa. Mình phải tự động nhớ, thấy ông nội hết nước là mình phải châm nước rồi nhớ. Con chỉ lấy với bà nội thôi, không có nói với ông nội con kia vậy. Dạ ông nội ông tăng cường quýnh cho bằng bà nội. À ông nội ông chửi không à. Qua đây rồi chú gì qua. Ê. Hỏi chú luôn hả chú? Bánh miền Tây. Ủa này là có cái to không? Em ăn mấy người? Hai người. Hai người em ăn hết. Ba gái. Thôi lấy hai cái đi. Hai cái. Ok, chào con nha. Hôm nay bà bé Hà nó bị bà nội phốt quá, nó đầu lắm giờ rồi đâu. Ba cái luôn, ba cái luôn. Bà bé. Tiêu mấy Hà rồi. Hôm nay bà nội phốt quá trời quá đất rồi. Bà của chú bà nội giỡn bé Hà nha. Nhưng mà phải nhắc nhớ vậy để đi chơi không người không người quen á. Vẫn còn nít mà. Dạ. Yeah.
quen thân chưa, quen thân chưa? Bởi vì thả đi Cần Thơ rồi, đi lên Bình Phước rồi không? Như vậy với cháu à, mấy bữa đi Cần Thơ với đi Bình Phước rồi anh Thảo. Thảo nói đi Cần Thơ Bình Phước có khi đi đi Cali rồi nhau, ai chịu? Sao bữa đi Bình Phước chứ nội nó chảnh nó bảo nghe với Cần Thơ đó bảo hả cháu mẹ với ai phải cháu tụi đây nè đủ nè đem lên tối đây đủ à ơi. Chính xác chưa, chính xác chưa? Ừ đó. Đường số xá vào chiều chiều nhật nha các bạn, 6 giờ. Hồi hôm là chú chờ rồi con hát cái bài gì mà bữa hôm con nói con học hát bài gì rồi cuối cùng không biết bài gì luôn. Hát bài Giải Phật Quan Âm. Chú có rồi. Chú bà nội, chú có rồi. Đúng rồi. Sao? Nãy đem ra một lượt á. Hả? Kèm kèm không? Kèm không? Nào. Anh chưa đấy. Chú. Kèm. Cái nào? Kèm cây hả chú ơi? Cây hoa tán. Không, kem đánh nó nẻ. Bao nhiêu cây? Cây lớn này 10.000, cây em bé là 5.000. 4 cây. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Rồi. Xe kem huyền thoại. Tuổi thơ. Ờ, đây bà Phương Âm hả? Hát đúng rồi, chứ giờ ông khách qua hát gì? Rồi. Ăn mối luôn hả? Ôi. Vậy hả? Quen à. Chớ bờ tuổi thơ. Tại vì từ hồi nó thành người nổi tiếng rồi nó làm thơ chú. Dạ. Đúng không? Không thì có bà nội con nhắn tin. Vậy hả? À. Chứ mở cửa đi nha, còn hello hello với chú mình. Dạ dạ. Lơ luôn rồi. Hai chị nó thành nổi tiếng rồi. Nổi tiếng rồi, nổi tiếng lên luôn hả? Rồi, không được rồi. Ơi ừ, cái xe huyền thoại nè. Huyền thoại á. Đây, quay cái xe của chú này.